Để cập nhật những video mới nhất từ channel của mình thì các bạn nhớ click vào nút đăng ký và kích vào cái chuông để có thể nhận được thông báo cũng như là cập nhật những video mới nhất từ channel của mình nhé. Thì thằng Núp các bạn ơi, nó đã xây một cái ngôi nhà mới ở trên một cái thế giới mới. Và có lẽ là bây giờ nó đã đi đâu đó rồi. Và ngày hôm nay mình lại tiếp tục ghé thăm nó và thử thách nó. Thì để mình xem nữa coi. Trong tập trước thì mình đã làm mê cung rồi, thì tập này mình sẽ thử thách nó bằng một cái đường hầm đi. Gọi là đường hầm đi. 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, mình sẽ thử thách thằng Núp bằng cái đường hầm này nha các bạn. 1 tới 1, 2, 3, 4, 5. Ok, mình sẽ đào xuống xuống tầm xuống dưới luôn đi. Mình sẽ đào xuống sâu thật là sâu xuống dưới luôn. Để làm gì? Thì mình sẽ cho cái này nó trống hết luôn. Tức là cái thế giới này nó sẽ trống quơ trống quát luôn. Chết không. Đó. Để làm gì? Tại vì khi các bạn làm cái thế giới nó trống như thế này thì thằng Núp nó mới theo cái kế hoạch của mình được. Đó. Xung quanh nhà mình sẽ đào ra. Mình sẽ cho nó trống hết xung quanh nhà. Nó sẽ không vào nhà được đâu các bạn ơi. Chắc là bây giờ nó đang đi lấy gỗ lấy gì rồi. Kệ nó đi. Mình vừa mới gõ đâu ta. Thôi mình gõ lại đi. Ở đây. Và 1, 2, 3, 4, 5. Đấy. Mình đã làm cái hố ở xung quanh nhà của Núp rồi nè các bạn. Thì bây giờ mình sẽ vô nhà của Núp nha. Mình sẽ đi vô đây. Chúng ta sẽ đi vô nhà của Núp. Và đây là tọa độ điểm giữa. Thì mình sẽ lấy cái tọa độ này. Mình đang nhìn vào giống như kiểu là mình đang nhìn vào cái tọa độ là 255, 69 và trừ 86. Thì mình sẽ ghi đây 255, 69 trừ 86. Đó, ghi lên nha. Rồi, bây giờ mình sẽ nhảy xuống đây. Tí nữa mình sẽ bắt thằng Núp nó muốn đi vào nhà thì nó sẽ phải nhảy xuống đây. Và dưới này thì mình đã làm một cái đường hầm rồi. Thì cái đường hầm này mình sẽ thử thách thằng Núp bằng Lucky Block. Và nó phải vượt qua cái thử thách là đập tất cả Lucky Block để gọi là có thể vào nhà được. Bây giờ chúng ta sẽ đặt những cái cục Lucky Block vào. Và trong này thì mình sẽ lấy thêm mấy cây đuốc nữa cắm vô cho nó huyền bí thôi. Cho tội nó, mình sẽ cắm cái đuốc sáng luôn. Không có cắm cái đuốc kiểu như là đuốc tối nữa. Ở trong này là một cái đường hầm bedrock nha các bạn. Một cái đường hầm bedrock và lucky block rất là sâu. Và mình tại sao lúc nãy mình lại lấy cái tọa độ của cái nhà nó để làm gì? Thì mình sẽ cho nó vào nhà bằng cách là dịch chuyển nó lên. Đó, dịch chuyển nó lên. Và thì giống như kiểu là mình sẽ dịch chuyển, sử dụng command block dịch chuyển nó lên lại ngôi nhà của nó và nó có thể vào nhà được ha ha ha. Nhưng với điều kiện nó phải vượt qua cái thử thách của mình, đó chính là đập hết tất cả những cái lucky block ở đây. Wow. Đấy. Và mình sẽ để một cái cục lucky block ở trong này nha các bạn. Mình đã cài cái lệnh TB về nhà nó này, bây giờ mình sẽ test thử. Đây mình ở đây và chúng ta đặt ở đây và chúng ta sẽ cần có một cái nút. Wow, thử coi có tele về. Đấy, tele về ngay nhà của nó. Bây giờ ấy thì mình sẽ gọi là đặt những cái tấm bảng ở đây để cho nó biết là nó đã phải thực hiện thử thách thì mới vào nhà được. Đấy. Bây giờ mình sẽ lấy những cái tấm bảng ra nha các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ ghi là xung quanh nhà của ngươi. Của ngươi đã bị ta phá. Nếu muốn vô nhà, ngươi. Không được. Ngươi phải hoàn thành thử thách của ta. Đó. Đó. Ồ, chữ D mà.
không thấy. Đó chính là nhảy, nhảy xuống cái hố này và đập hết tất cả Lucky Block bên dưới. Khi hoàn thành, ngươi sẽ nhìn thấy được một cái nút. Hãy bấm vào nó để có thể vào nhà của mình. Rồi, chúc ngươi may mắn nhé núp. Chúc ngươi may mắn nhé núp. Wow. Ok, thì bây giờ mình chỉ việc đợi nó quay trở về và nó sẽ phải thực hiện cái thử thách này và nó sẽ nhảy xuống dưới. Viết câu 2. Làm giường. Bếp. Giết cầu hai. Trong tập trước thì mình đã bị mất ngôi nhà rồi. Còn tập này thì mình sẽ làm lại ngôi nhà. Hi. Mình đã xây nhà rồi, bây giờ chỉ còn thiếu giường thôi. Thiếu giường ngủ thôi. Bây giờ mình sẽ lấy thiệt là nhiều gỗ để quay trở về nhà. À, lúc nãy mình có lấy được một số đồ này các bạn. Có được cái gì nè, đó, rồi có cái quyển gì đây mình cũng không biết nữa, mình nhặt. Trời tối rồi. Trời sắp tối rồi các bạn ơi. Núp phải quay trở về nhà của Núp thôi. Nhà của Núp kia kìa. Bây giờ Núp sẽ quay trở về nhà. À đúng rồi, Núp lấy đồ ở đây nè các bạn. Có một cục này nè, đập nè. Siêu, cái gì vậy? Cái áo. Ui, Núp lại có một cái áo đẹp rồi. Hả? Sao có đồ hoài vậy? Lúc nãy Núp mới vừa lấy đồ luôn á. Núp vừa mới lấy đồ ở đây luôn. Bây giờ có lại thêm đồ nữa. Y chang luôn nè. Ui. Ý, quay về nhà lẹ lên. Ý, có cục gì nè. Đập. Chiu. Gì vậy? Không biết luôn. Quay về nhà. Vô nhà thôi. Tiêu. Ôi trời tối quá rồi. Thử thách không?
Đập luôn nè. Đập luôn nè. Đồ gì đây? Đập lấy hết luôn. Lấy hết đồ luôn. Cái gì vậy? Cái gì nè? Wow, thiệt là nhiều cừu luôn. Sao con cừu này bị chết vậy? Cái này là gì? Chôn item. Wow. Wow, có một cái hoa. Tưởng gì đơn giản. Từ đây đi tới kia chỉ có một xí thôi mà, nó có thể làm được. Có đồ nè. Trời ơi, tưởng gì. Cái gì vậy? Cái này là cái gì nhiều quá nè. Có nghe tiếng zombie, núp nghe tiếng zombie các bạn ơi. Núp nghe có tiếng zombie. Cái gì vậy? Nhiều đồ à. Cái gì vậy? Nhiều đồ dễ sợ luôn nè. Núp không nhặt được. Nhiều đồ quá. Không có nhặt được. Có con cá nè. Bé. Đây là tuyết đúng không? Hay là núp mang tuyết về nhà núp chơi. Mang cái tuyết này về nhà chơi các bạn. Thích quá à. Tí nữa núp sẽ trang trí nhà núp bằng tuyết. Núp sắp được về nhà rồi. Dễ ẹt. Trời ơi, tưởng gì núp có thể hoàn thành cái này dễ ẹt. Trời ơi, bài đặt thử thách núp. Dễ ẹt thôi. Cái này là gì? Phải bỏ vô đây đúng không? Sao không có gì vậy? Không có gì á bạn ơi. Kỳ vậy? Sao chỗ này không được? Cái nút này đúng không? Bấm vô. Nút đã vô nhà được rồi nè. Trời ơi, tưởng gì. Nút vô nhà được rồi nè các bạn ơi. Quá là đơn giản luôn. Đặt ở đây. Cái giường của nút đâu rồi? Chết rồi. Giờ sao nút có thể quay kia đây? Không sao. Nút sẽ lấy lại nhảy qua. Nút qua được rồi nè. Trời ơi, tưởng gì. Để nút coi thử. Nút sẽ vứt cái này ra nè. Thấy cái giường nè. Rồi nhảy xuống dưới đây nè. Bíp. Rồi, chạy thẳng tới kia. Cuối đường là nút có thể vô được rồi. Chạy thẳng vô là nút có thể vô được ở trong đó. Và nút sẽ lên lại trên nhà nút. Đặt cái giường này vô đây. Nút sẽ làm một những cái rương để nút bỏ đồ. Đây. Bếp. Nút sẽ bỏ mấy cái đồ này vô đây. Đấy, bỏ mấy cái bình gì nè vô đây. Bỏ hết mấy cái đồ vô đây luôn. Nhiều đồ quá. Ra đây, những cái nào cần thiết nút sẽ để lại. Những cái nào không cần thiết nút sẽ cất vô đây. Và nút sẽ trang trí nhà của nút bằng tuyết. Đẹp chưa các bạn? Ok, nút đã hoàn thành thử thách rồi các bạn ơi. Video tới đây cũng đã khá là dài rồi. Nếu như bạn nào thích cái video của nút thì đừng quên để lại cho nút một like nhé. Và đã nhớ click đăng ký để ủng hộ cho channel của anh MK. Và nhớ click vào cái chuông để có thể cập nhật video mới nhất từ Núp và anh MK nhé. Còn bây giờ thì Núp chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nha.